Vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cây rừng này, đường này đó 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 cái đường xuống đó. Dạ còn hai. Đây, quay từ ngoài vào đây. Ừ. Rồi. Ủa coi đầu hỏi tao đậu xe ở đâu ha? Đó thì bãi này nè. À chắc bãi này quá. Bãi này thôi chứ. Thì chắc hãy xe. Quán gì mà tìm cũng ra. Ừ. Bởi vì con cũng dở. Ê hồi chở cái góc này về đi. Được á. Mình xe đây quá. Ừ. Vô đó hồi sao ra. Lỡ người ta vô đông quá thì sao? Khu vực xe cơ quan. À xe mình xe cơ quan phải rồi. Đúng rồi, cho vô đây. Mình xe gia đình nè. Ok, lấy này xuống. Wow, hoa sim đẹp quá trời đẹp luôn. Sim có trái luôn này. Ồ, hoa sim đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi, thôi. Yêu màu tím. Anh đi yêu màu tím. Ok, đây là lối vào quá cây rừng nè. Ở kia bãi đầu xe mà đi xuống ha. Đây là bãi đầu xe xe máy nè. Đi xuống rất là đẹp luôn. Hai bên là hai cây sim rất là tím. Hai cây sim rất là tím đó, quá trời đẹp luôn. Rải hoa sẵn, rải cánh hoa sẵn rồi đi luôn. Qua mình. Dạ có. Dạ ba. Wow. Cây sim này quá chị. Ừ. À, có tâm bà ngồi gì nữa. Ừ. Ủa đây có cái sim bông nó nở gì đâu mà khủng khiếp vậy trời. Em nướng đĩa nhỏ hay đĩa chung? Đĩa chung đi. Đĩa chung treo quay giòn có dùng không ạ? Treo quay giòn á. Thời gian nướng trong nhà hàng sẽ quay đem ra. Không treo à? Treo quay rất ngon. Lâu không anh? Nhanh. Ok anh là. Nhím tìm thêm không ạ? Nhím tìm xong với táo. Thôi không ăn tìm đâu. Nai xào lăng. Nai xào hả? Sao Thanh? Còn biết đâu, cái nào cũng được. À để coi nãy giờ mấy món rồi. Hai món rồi. À có ba đứa. Nai xào hay là nhím hấp? Không, thôi không ăn nhím đâu. Nhím. Ừ. Thôi để tí nữa có gì chắc chưa thêm theo người ăn quá tại thích món đó nữa. Ừ. Với lại rau ha. Cơm lam. Dạ. À, hai ống cơm lam đi. Rau salad trộn có dùng không ạ? Dạ có. Trộn trứng hay bò? À, trứng đi. Có ăn rau xào gì thêm không? Ừ, thôi ăn rau xà lách đi. Bia hay rượu nước ngọt? Dạ nước ngọt. Coca hả? Dạ. Với một một nước suối. Thanh uống bia đi. Thanh lái xe nha. Ok, với một cái ken đi. Dạ. Ken với bia suối. Còn có Miranda không? Cậu cái cô có hay là đi không?
Có trắng mì neo đi sẵn luôn nha. Ăn trước. Đó là một cái menu có gì vui không? À. Đây. Đây. Menu nó vậy đó. Đặc biệt nướng hấp xào xả tìm thuốc. Giá cày nướng tìm sống ăn. Ở đây có gà rừng nữa nè, gà rừng gà đồi. Quán này khá là rộng ha, rượu này nọ bên kia thì có những cái tâm nhỏ nhỏ phía bên kia nữa kìa. Ồ, quán này còn đặc biệt nhưng có những cái sim rất là lớn luôn, bùng nở tuyệt vời. Tìm vòng khám phá. Ở đây thì cái đường đi xuống nó nằm ở đây nè, đường đi xuống ha. Giờ mình qua phía bên đây mình coi có gì vui không. Giờ này cũng 5 giờ chiều, 5 chiều mình mới đi ăn thịt rừng. Ồ, ở đây ngồi có những cái tâm riêng gia đình ngồi được nè các bạn. Có những cái tâm riêng gia đình ngồi luôn ha. Wow, thịt hấp dẫn. Còn cái này cái gì ta? Cái này cái gì trời? Không biết. Wow, đặc biệt quán này là hầu như là sim không luôn. Wow, quán này là sim, sim tím. Wow, thằng là sim không. Chắc là cây rừng là chắc là sim không hay gì hết ơi. Sim trái nè. Trái này không biết đem ngâm rượu được không ta. Đó giờ mình cũng chưa từng bây giờ ăn trái sim lần nào hết trơn. Đây, wow, trái nhóc luôn. Cây này thì lá nó giống ngộ quá ha. Lá cũng giống lá sung mà thấy có vẻ không phải. Đây đường xuống cũng sim không. Đường này dành cho xe đi bộ ha, dành đi xe. Còn đây, ô, cái này là hoa cẩm tú cầu, không lẫn vào đâu được. Ủa, ở đây có cây bông trang hai màu luôn. Cây bông trang hai màu luôn. Còn hoa cúc dại. Đây, hoa cẩm tú cầu, nụ của cẩm tú cầu, và cẩm tú cầu đang nở. Xung quanh đây toàn là sim không. Bên kia có cái ổi. Wow, cái ổi bự quá trời luôn, trái nhóc luôn. Ồ, trái bên kia chín nữa kìa, không ai hái luôn trời. Rồi đó, trái chín mà không ai hái hết trơn luôn. Trời đất ơi, má ơi má ơi, cây đinh lăng ông nội ơi, cây đinh lăng gì mà lá bự kinh vậy nè. Wow, một cái lá cây đinh lăng lá nó bự bằng ngón tay cái của mình luôn, bự hơn luôn, thiệt là khủng khiếp. Ôi trời, cây đinh lăng mà sao lá bự dữ vậy nè. Wow, thậm chí là một gai luôn, khủng khiếp, đúng là cây đinh lăng mà. Đấy, cái lăng lá nhỏ mà sao trên đây lá nó còn dữ vậy trời. Thiệt là khủng khiếp. Có bông luôn này trời. Ghê thật. Hay quá ta. Đây có một cái tâm không gian này cũng khá là riêng biệt luôn. Cái tâm này khá là riêng biệt luôn. Bên dưới là hồ Tiền Lâm. Cây này lá cái này giống cây hồng, cây này giống cây hồng, không biết phải không, như cây hồng thì phải, lá giống lá hồng. Bên đây có những cái tâm như thế này nè, đó, đây còn có xích đu ha. Rồi đúng là quán này đặc biệt hơn quán kia. Wow, cây này khá là bự luôn, bự dưới mặt hồ Tiền Lâm ghê các bạn.
phía bên đây là có một thêm cái dãy nữa nè, dãy đồ ăn phía này nè. Ngoài cái nhà, nhà trong kia và cái tâm ở trên kia thì còn có cái phần này nữa. Ồ, chỗ nào không có sim hết trơn. Đây bên dưới này cũng có nữa nè. Cây này giống cây bơ không ta? Ồ, không phải, cây bưởi. Bưởi các bạn, có trái bưởi luôn kìa. Bên dưới này là người ta câu cá. Ồ, đường này khá là trơn trượt. Đường này khá là trơn trượt, mà đi không cẩn thận là té đi. Cái giật mặt cái trắng trời. Đi xuống chỗ người ta câu cá. Không biết có bị chửi không. Cẩm thú cầu nữa các bạn. Cẩm thú cầu màu màu xanh mà xanh tím tím á. Bên kia là cẩm thú cầu màu vàng ha, màu vàng trắng trắng. Này là màu xanh xanh tím tím nè, đẹp ha. Nhìn cái view này, nhìn nó hồ Tuyền Lâm đó các bạn. Rồi ngồi đi câu cá mà tuyệt vời luôn nha. Vừa câu cá mà vừa uống trà. Rồi rồi. Một cái không gian thế này thì còn gì bằng nữa. Đá đời, ông mặt trời luôn. Hay thiệt luôn. Rồi, còn đây. Sim. Đây, sim nó tàn nè, đó. Nó tàn bắt đầu nó mới ra, còn phần này thành trái nè. Nó là như vậy. Quá đời luôn. Thôi cái tầm view chỗ này dòm ra quá đẹp luôn. Đây các bạn. Đó. Ngồi xuống mới thấy được cảnh hấp dẫn quá đó. Phải nói luôn á chị. Ồ cái view này đẹp tuyệt, view này đẹp tuyệt vời luôn. Đá màn mặt trời luôn á chị. Phải nói. Bên kia là khủ gì Sam gì bên kia. Toàn là sim không? Ở đây có một cái chỗ để chụp chụp tự sướng. Và mình thử tự sướng khúc này. Như là mặt hồ bên kia mới đẹp. Thế là cũng được một vài tấm. Rồi. Cái bông sim. Rồi cái bông sim không cũng bự hơn người ta bình, bự hơn bình thường. Giả mang thì. Giả mang con ngang. Đúng rồi, Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, rất là hay luôn. Cái view, view trên này còn đỏ gì nữa. Lên mình thưởng thức món ăn của mình thôi các bạn. Ô, anh thanh niên. Anh thanh niên ngồi nướng thịt. Món gì? Anh thanh niên này du hành với mình chuyến đi sơ ba vừa rồi nè. Đây.
Đây các bạn, đây là chân dung của dĩa thịt. Nha. Thấy heo thịt là cái da của nó dày thế này này. Chính xác là heo rừng luôn các bạn. Ủa heo mọi da nó có rừng nó dày vậy không Thanh? Dày. Ngon. Heo mọi cũng vậy đúng không? Dạ. Đây là dĩa salad của mình nè. Cơm lam. Cơm lam ăn với muối mè nha. Đây. À. Đây, cơm lam. Cơm lam này sao nướng kỳ vậy ta? Nướng nè. Lam nướng nè. Muối mè nè. Nó sang kêu bằng tím được. Nó thấy em được. Không. Mắc cỡ. Ăn mà thấy nhiều được. Ăn mắc cỡ. Tại vì lỡ mà tôi ăn nữa thì tôi nói đó, đó nó hàm ăn nó mùi heo. Mùi heo. Còn ví dụ như anh ốm anh ăn cái nào cũng sao em ăn một miếng rồi mình nhai nhóm nhát rồi nó nói đó ăn không thiêu buồn quá mình muốn đẹp thì mình đứng vô hình đi có mình ăn buồn quá mình quay thêm máy phụ nữa thêm máy phụ nữa thấy cảnh thối lên nghi lúc rồi. Ngày nhận trái ở đây cũng thấy để làm kỷ niệm để làm kỷ niệm còn chuyện kia kể anh vậy đó kệ anh ăn uống mà cũng lãng mạn nữa ha hai dẫn cháu đi hấp là cái đợt trước hấp bia đợt trước là đi Sa Pa lận đợt này đi gần hơn đi kế nhà mà chạy cũng đi một đi sáng mới tới đi gần nhà chạy cũng đi đi cao tốc 5 tiếng đi máy bay 2 tiếng nữa là 7 tiếng mà này đi tới 10 mấy tiếng bà nội cho bà gần đi ra đi Sa Pa chạy tự lái nhiều hơn 10 tiếng mà vô đây là không có màu lắm đẹp nè cái cây người ta ngoài màu mà ngộ nha xin ở đây nè. Tổ đinh lăng đinh lăng á mà cái lá nó bự hơn cái trái nữa ai cũng nhíp luôn á dám ăn thì trời mặt mình giống cách ướp gì không đây là món treo quay treo quay thì khá là đẹp luôn trời ơi ngon quá ha ồ oh, mình sẽ thưởng thức ủa mà con treo là con gì ta treo nhiều lắm cũng ngon mất tiền lắm đây lắm mình trả giá cho nhiêu tiền đây khó bóc nghi ngút luôn ồ ha khó bóc nghi ngút luôn nhiều con chết trên á em mất tiền rồi đây cái món này cái này á rất là ngon đây giờ mình ha hết kia không có gì hả quá dễ đây dễ đây đây gì đâu ấy tốt chắc là ngon ngon lên chín nữa rồi nha
giòn ngon. Một lấy xuống à. Ừ. Được tính này. Ừ. À, chọn miếng này vô. Đi. Cắt cửa. Biết sợ mấy con lỡ được ông khói chưa? Bấm 23478 xong rồi gửi qua nhưng mà sợ người ta thật một cái số nào xuống ra là đã không được. Bấm cái kinh nghiệm ngon. Trời ơi, sao mình cho mình yêu thương cái gì? Mình không biết ăn cái này mà cho mình cái bự gì. Cho bản thân đi. Thành cái đi. Ừ. Có anh. Có Thanh, dứt. Có anh gì với cái bự. Ngon quá ngon. Ngon ha, thịt nó giòn ha. Em ăn đi, em ăn đi. Ngói anh ăn cái kia được coi. Bự quá chê. Đây, các bạn ăn miếng thịt nè. Mình trong nhất thời mình quên luôn cái hình dáng con chéo ra làm sao luôn trời. Bỏ mà ăn cứng. Bự chứ, nhìn cái đùi không ai biết nó bự rồi. Đây, mình chấm chao đi. Mỗi giờ giờ này thì mũi rồi. Con treo. À, đó là con treo đó hả? À, đó là con treo. Còn wow. Chết cha đây. Bỏ được không con? Nhát con treo. Treo à. Biết không? Ừ, miếng kia. Đó không? Đó, đây. Wow. Thế là con treo con đó đó hả? Vậy là mình không biết luôn á. Ủa vậy bên á. Vậy bên ăn thịt rừng này thật có bị gì không chạy? Làm ngon ha. Thôi cho thêm ăn. Anh là hồi tối để bụng ăn cái khác. Bụng ăn quá. Ừ. Được ạ. Ừ. Ngắm cái này mới được. Ngon quá. Chấm một cái. Chấm. Chạy. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Các bạn. Bao. Đó đó. Rồi. Mong quá trời luôn. Hay lắm. Dướng cái chìa khóa cổng nhà của ba đi ăn cũng có nhà. Để với trẻ với cô ba chở nhau đi cùng chúng ta hai đứa. Dạ. Nói nhà tính với nó về ăn sao nghe ai mà nay nó ăn những như món thích đó. Chồng nó sáng vợ. Buồn quá à. Ăn sinh nhật mà nhau mà chín chốn quá mà. Đừng vô tay chủ cho nó nhà. Chán đời. Trời ơi ta. Ăn đi hả? Ốm quá kìa ta mới trời. Ủa ốm như tôi gì đó hả? Đen nhùa thanh vậy đó hả? Ngon hả? Ngon quá hả? Chèo ngon. Chèo ngon thiệt luôn á.
Bị chứ bây giờ mình quay người ta ngược sáng nó xấu quá. Có mặt mình xấu rồi mà quay ra ngược sáng nó xấu, nhìn như con zombie vậy đó. Cũng chết luôn. Thôi thôi, để quay xong rồi. Để tránh nó ở ngoài rồi. Quay camera này được không? Anh ngồi bên đây em quay cho. Ăn đi. Ăn đi, bỏ được rồi. Ừ. Ừ. Ông ăn như quỷ vậy đó. Nghe hai lúc cháu nói mình cũng làm cái cục nha. Cục keo nha các bạn. Ngon á. Cái da nó giòn. Hồng. Hồng nó không giòn. Ừ, thơm á. Hồng không giòn á. Hồi này mình nướng tiếp. Quay sao lại vậy ta? Có gạo á. Cái gạo nhỏ này. Để vô anh. Người ta quay trước rồi. Hơi sơ. Mình vô người ta quay lại. Quay lần hai. Nó sẽ giòn. Quay hai nữa. Ăn nhiều nhiều nha. Xong nha. Út không có biết ăn cái toàn cục. Cái gì là lạ là Út không hơi nhát. Ngon. Ớp hay quá ha. Ớp quậy mà. Cơm lam ngon không em? Ớp đúng. Không đúng thiệt. Ăn thử cơm lam. Mấy mẹ ngon. Mấy mẹ cũng ngon. Cơm lam ngon. Làm miếng anh là cơm trộn chè đó. Cơm lam. Cơm trộn chè của Doraemon đó. Cơm trộn chè không? Đúng rồi. Doraemon đó. Kimochi ha. Đây, có hai các bạn thấy phía trên, phía trên mình là nguyên cái dãy cá chép luôn, cá chép quá trời luôn. Đi đúng khá là đẹp luôn ha. Giờ mình vừa mình thử các bạn. Hướng nào mà đi cũng được. Em ăn cái nano đi. Hương vị có thích nghe. Tí mình đừng nóng cái đã. À, uống nóng đi. Nóng, mình hết 45 à. Chụp hình thưởng sướng nè. Đúng rồi, đi luôn á. Của Doraemon nè. Thành cây. Đây. Đây. Ngoài cái không gian tầng này tầng 9 ha. Còn có một cái không gian trên lầu thì còn có một không gian bên dưới này nữa. Để mình xuống dưới này mình coi. Cái này thì bị khuất rồi. Chẳng có gì. Này họ đang đang trồng cái hồng cổ. Đi mới biết ở đâu là nó đẹp, ở đâu là nó không đẹp. Đi mình mới biết ở đâu nó đẹp. Đúng rồi. Khám phá. Tại vì mình lên đây chửi mình đi uống cà phê cho mình phải mình đi
Một phê là mình tham quan cảnh đẹp chứ không phải mình đi mấy khu du lịch nữa. Tại vì mình đi khu du lịch mình đi hết trơn rồi. Là những cái quán nào mà không đẹp thì mình uống chút xíu mình lại tiếp tục mình về những quán khác. Chấp nhận tốn nhiều tiền. Đi uống cà phê thôi. Đợt này để mình đi uống cà phê cho Đà Lạt. Nè. Đi có tiền. Các bạn giống mà. Ủa đi uống gì vậy? Uống americano cà phê. Uống gì? Thứ con nè, cà cao nóng. Con đó để dành. Nó là cà cao nóng mà. Nó giống gì á? Nhìn ngoài không ra hình gì vậy? Ra hình gì? Để trời. Để đi em anh tự lấy cho. Đây là Thanh. Uống đi em bé. Đây là của bạn Hoài Thanh. Bạn Hoài Thanh đang rất là bị nóng nực con người. Ngồi chút đi rồi mình thấy cảnh nào đẹp mình chụp. Mình chụp xong mình đi. Không, cũng chưa có đẹp lắm. Kiếm cái nào mà thiệt là đẹp á. À. Kệ đi. Uống hành hành vậy trời. Không biết nữa. Chụp ra hành xấu quá. Không biết ra hoàng chi món gì ngon ha. Gì à? Cà cao sữa đá. Ở bên kèm nè. Thôi hả? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rồi. Rồi. Ủa nhớ được ai không? Hỏi đó. Khoan khoan. Hỏi rồi. Hỏi lại. Hỏi lại. Hey. Rồi. Cảm ơn các bạn. Bên kia nghe. Kem ngon quá vậy. Bánh tan chảy luôn. Mời bạn học. Bạn học mẫu giáo. Ăn đi. Không biết là làm ngon đây. Của Tân Quy Viên. Đúng rồi, Tân Quy Viên bánh kim sa. Bánh sinh nhật. Sinh nhật của bạn Chi đó, ăn đi. Nè, cũng ly nè, cũng bánh nè, cũng bánh nè. Thấy hả? Đường về mạnh đấy chứ. Đường về mạnh đấy chứ. Úc la cầu lại bên đó. Đã đem lắm vậy. Còn á là lại không làm chứ. Cái ngâm cái bánh này cách ngâm cái xung quanh cái có đỉnh lên đứng giữa cái để giờ cho nước này cái